Chúng tôi là HG Sở Automation International ở Thâm Quyến, lập trình với tập tin GetBase. Sử dụng đồng hồ đo lực căng để kiểm tra tự động. Tự động kiểm tra từng khẩu độ. Kiểm tra diện tích, kích thước, đường gờ, vết bẩn, vết lõm, đường vân, v.v. Máy ảnh 3 giờ kiểm tra độ dày. Tạo báo cáo tự động. Báo cáo có thể được tải lên MES. Chúng tôi cung cấp giải pháp tùy trình. Chúng tôi hoan nghênh yêu cầu của bạn.